Xin chào các bạn, thịt lợn là món ăn yêu thích trên toàn cầu, đặc biệt là ở hai quốc gia có dân số đông, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhu cầu tăng cao thúc đẩy hai quốc gia này đầu tư mạnh mẽ vào ngành chăn nuôi lợn, tạo nên những mô hình hiện đại và đầy ấn tượng. Nhưng bạn có tò mò cách hai quốc gia này nuôi lợn có gì khác biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này trong video ngày hôm nay nhé! Hoa Kỳ là một trong những quốc gia phát triển và giàu có nhất thế giới, cũng như là một trong những nước rất phát triển trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Các nhà máy chế biến thịt quy mô lớn có dây chuyền sản xuất hiện đại để đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Việc sử dụng lao động thủ công không còn phổ biến nữa, thay vào đó, việc đầu tư vào máy móc hiện đại được ưu tiên để đảm bảo cả số lượng và chất lượng thịt đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Hàng ngày có hàng nghìn con lợn được chế biến và mỗi sản phẩm thịt đều được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Trong khu vực chế biến và đóng gói thịt lợn, công nhân sử dụng dao để tách từng phần thịt lợn và xương lợn thành các phần nhỏ hơn, có thể sử dụng làm nguyên liệu cho việc chế biến các sản phẩm như xúc xích hoặc thịt muối. Khác với ở Trung Quốc, thịt lợn tại Hoa Kỳ chủ yếu được bán dưới dạng đóng gói và đông lạnh. Người tiêu dùng thường mua chúng tại các siêu thị vì họ tin tưởng rằng thịt lợn đóng gói đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh, có thể bảo quản được trong thời gian dài. Hoa Kỳ còn nổi tiếng với ngành công nghiệp thịt lợn quy mô lớn. Vào năm 2020, gần 150 triệu con lợn đã được nuôi tại các trang trại. Các trang trại tại Hoa Kỳ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng thức ăn và điều kiện sống cho lợn. Họ áp dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa và quản lý thông minh. Điều này đảm bảo chất lượng thịt lợn ở mức cao nhất. Nếu bạn thấy quy trình nuôi lợn của Hoa Kỳ là thú vị, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Lợn là loài dễ nuôi, thích nghi với nhiều môi trường và có khả năng sinh sản cao, thường sinh từ 8 đến 12 con mỗi lứa và mỗi năm có thể sinh 2 lứa. Trong 2 tuần đầu sau khi sinh, các con lợn con thường được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Để đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn, quá trình tiêm phòng là một phần quan trọng của việc chăm sóc động vật. Những vaccine này thường được sản xuất để đảm bảo lợn khỏi các bệnh thường gặp như dịch tả lợn, viêm phổi lợn hay các bệnh nguy hiểm khác có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe và khả năng sinh sản của lợn. Tại các trang trại này, họ sử dụng hệ thống cung cấp thức ăn tự động để cải thiện hiệu quả chăn nuôi lợn và giảm lãng phí, đồng thời là cung cấp đủ nguồn nước, đặc biệt là trong mùa hè để đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn. Điều này đảm bảo rằng thịt lợn sản xuất tại Hoa Kỳ là đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Hàng năm, quốc gia này sản xuất khoảng 50 triệu tấn thịt lợn để tiêu thụ nội địa.
trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. Năm 2023, nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc ước tính là 2,3 triệu tấn với mức tăng trưởng là 8% so với năm trước. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt 442 triệu con. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tăng cường sản xuất trong nước. Để đáp ứng nhu cầu về thịt lợn ở Trung Quốc, các nhà máy chế biến thịt lợn đã được xây dựng ở tất cả các khu vực của đất nước. Không chỉ sản xuất thịt lợn đóng gói chất lượng cao mà người tiêu dùng còn ưa chuộng thịt lợn được chế biến tươi ngay sau khi giết mổ, tạo nên sự khác biệt đáng kể so với quy trình chế biến thịt lợn ở Hoa Kỳ. Sau khi được chế biến tại các nhà máy, thịt lợn thường được mua trực tiếp bởi các thương nhân và vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ thực phẩm. Hầu hết người tiêu dùng Trung Quốc vẫn thích sử dụng thịt lợn tươi thay vì thịt lợn đóng gói hoặc đông lạnh vì họ tin rằng nó sẽ thơm ngon hơn khi nấu. Các bạn cảm thấy video hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn! Ở Hoa Kỳ, họ phát triển các trang trại lợn quy mô lớn với hàng chục nghìn con lợn và trang thiết bị chăn nuôi hiện đại. Trong khi đó, ở Trung Quốc, việc chăn nuôi lợn quy mô nhỏ vẫn phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi với địa hình hiểm trở và giao thông khó khăn. Ngoài việc nuôi lợn trong chuồng khép kín hoặc chăn thả, nông dân Trung Quốc đã phát triển một hình thức nuôi lợn độc đáo, đó là đào hang để nuôi lợn ở các khu vực đồi núi. Thay vì phải đầu tư số vốn lớn để xây dựng các chuồng trại truyền thống, nông dân có thể tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng những hang động tự nhiên này làm nơi trú ẩn cho lợn của họ. Đặc biệt, những con lợn này được nuôi bằng các loại rau củ quả tại địa phương, cung cấp dinh dưỡng dồi dào và cân đối. Những loại thức ăn này có giá trị rẻ, do đó nông dân có thể sử dụng làm thức ăn cho lợn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí thức ăn chăn nuôi. Tại Trung Quốc, giống lợn Mai San là một giống lợn đen nổi tiếng với khả năng sinh sản cao, có thể đẻ từ 15 tới 16 con mỗi lứa. Tuy nhiên, giống lợn này có tỷ lệ thịt nạc thấp và nhiều mỡ, không được ưa chuộng cho sản xuất thịt thương phẩm. Dù vậy, lợn đen vẫn có giá trị bảo tồn gen và có thể được sử dụng trong việc lai tạo nhằm cải thiện khả năng sinh sản của các giống lợn khác. Nuôi lợn ở các hang núi không cần chuồng tạo ra môi trường thoải mái nhất cho chúng. Các thung lũng sâu cung cấp bóng mát và chắn gió, giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Điều này giúp tạo ra môi trường tự nhiên lý tưởng cho lợn phát triển, giúp sản xuất thịt chất lượng cao. Ngoài ra, nông dân thường cho lợn vận động hàng ngày để tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho thịt thơm ngon hơn so với lợn được nuôi theo cách truyền thống. Lợn nuôi ở các khu vực đồi núi thường được bán nguyên con cho các thương nhân, sau đó chúng sẽ được gửi đến các cơ sở chế biến.
kangaroo là một trong những loài chuột túi đặc trưng của Úc với khả năng nhảy vượt trội, có thể đạt tới tốc độ lên tới 50 km mỗi giờ. Sở hữu sức mạnh linh hoạt, chúng là biểu tượng sống của đất nước này. Quần thể kangaroo ngày càng gia tăng, hiện nay có khoảng 25 triệu con trải rộng khắp nước Úc, gây ra những tác động không mong muốn đến một số loài thực vật và nguồn nước. Kangaroo thường được xem xét và đưa vào danh sách các loài gây hại. Sự lan rộng của quần thể kangaroo trải khắp nước Úc với 4 loài phổ biến thường thấy bao gồm kangaroo đỏ, kangaroo xám miền Đông, kangaroo xám miền Tây và kangaroo antelope. Kangaroo có thể thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau. Mỗi đàn kangaroo thường có một con đực đầu đàn. Những con đực thường có chiều cao khoảng 2 mét và cân nặng khoảng 90 kg. Trong mùa giao phối, các con đực sẽ cạnh tranh với nhau để giành quyền giao phối với các con cái. Khi đối diện với nguy hiểm, kangaroo con thường tìm đến sự bảo vệ trong túi của mẹ chúng, nơi an toàn hơn để tránh nguy hiểm. Kangaroo con thường ở trong túi của mẹ trong khoảng từ 9 tới 11 tháng sau khi chúng chào đời. Sau đó chúng sẽ bắt đầu dần dần tách ra và khám phá thế giới xung quanh mình, nhưng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mẹ và các thành viên khác trong đàn. Với tốc độ di chuyển nhanh chóng của mình, kangaroo có thể dễ dàng thoát khỏi kẻ săn mồi như chó dingo. Điều này giải thích tại sao trong các cuộc săn, kangaroo thường có thể trốn thoát khỏi sự săn đuổi của chó dingo. Điều này cũng đóng góp vào việc gia tăng nhanh chóng quần thể của kangaroo. Kangaroo có thói quen gặm cỏ, làm ảnh hưởng đến thảm cỏ một cách đáng kể, gây ra sự thay đổi trong cấu trúc và hệ sinh thái của khu vực. Việc này có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cỏ và các loài thực vật khác. Ngoài ra, chúng còn cạnh tranh với các loài vật bản địa và gia súc tại các trang trại về nguồn thức ăn, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt khi nguồn thức ăn khan hiếm. Thậm chí chúng còn xuất hiện ở các khu vực của thành phố. Trên đường chúng gây ra tắc đường, gây cản trở và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không chỉ thế, hàng trăm con kangaroo đã xuất hiện trên các sân golf trong vài năm qua. Do việc tiêu thụ cỏ của chúng khiến cỏ trên các sân golf gần như là không thể phát triển. Điều này đã buộc nhân viên phải cung cấp dinh dưỡng bổ sung cho cỏ, gây ra tổn thất kinh tế lớn cho các doanh nghiệp liên quan. Chúng còn tấn công những người đến chơi golf, khiến họ sợ hãi và một số sân golf gặp nhiều tổn thất kinh tế do số lượng khách đang giảm dần. Thậm chí trên đường, chúng còn tấn công một số tay đua xe đạp, khiến họ gặp nguy hiểm. Nếu các bạn cảm thấy video hôm nay là thú vị, vui lòng để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chúng đã giúp phát tán nhiều loại hạt cỏ quý hiếm và cung cấp dinh dưỡng cho bãi cỏ từ chất thải của chúng. Video ngày hôm nay của chúng tôi các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có gì không hài lòng hãy để lại bình luận cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Người bản địa Úc luôn yêu quý và bảo vệ chúng. Họ còn đưa chúng vào các trang trại và chăm sóc cho chúng. Hiện nay, quần thể kangaroo ở Úc vẫn tiếp tục gia tăng, do đó chính phủ đã phải áp dụng biện pháp săn bắn để kiểm soát chúng.
những thợ săn được cấp phép sẽ được săn bắn một số lượng nhất định hàng năm. Khi màn đêm buông xuống, thợ săn sẽ bắt đầu cuộc đi săn. Do ban đêm, thị lực của kangaroo kém hơn, vì vậy thợ săn sẽ dễ dàng săn bắt chúng hơn. Chính phủ cho phép săn bắt khoảng 15% số lượng của chúng nhằm tránh không để quần thể kangaroo gia tăng, gây thiệt hại cho hệ sinh thái, đồng thời làm cạn kiệt những nguồn nước quý giá tại Úc. Tuy nhiên, việc săn bắn kangaroo tại Úc đang đối mặt với sự phản đối từ các nhóm bảo vệ động vật hoang dã. Họ cho rằng việc săn bắn kangaroo để lấy thịt là một hành động tội ác bởi kangaroo được coi là biểu tượng quốc gia của Úc. Do đó, chỉ có rất ít người dám thử thịt kangaroo vì họ cảm thấy việc này là không đạo đức với các sinh vật này. Trước khi được đưa đến nhà máy chế biến, kangaroo sẽ được sơ chế. Họ sẽ cắt đuôi, loại bỏ các cơ quan nội tạng và các phần không cần thiết khác. Mặc dù thịt kangaroo được đánh giá là giàu đạm và ít mỡ, nhưng không phổ biến trong việc tiêu thụ tại Úc, đặc biệt vì chúng là biểu tượng quốc gia. Điều này khiến việc tiêu thụ chuột túi trở nên nhạy cảm, thậm chí là gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng. Một số bang của Úc đã áp dụng các quy định và hạn chế về việc săn bắn chuột túi với mục tiêu bảo vệ loài này. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thịt chuột túi vẫn rất là thấp. Chỉ có một số du khách tò mò muốn thử nếm hương vị đặc biệt của thịt này thôi. Thịt kangaroo đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất và xuất khẩu thịt của Úc. Với việc xuất khẩu đến hơn 55 quốc gia trên toàn thế giới, trong số các thị trường nhập khẩu, Nga chiếm vị trí hàng đầu, chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu quốc tế cho sản phẩm này, đưa kim ngạch xuất khẩu thịt kangaroo của Úc lên mức 225 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 2009, Nga đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt kangaroo từ Úc sau khi phát hiện một số lô hàng bị nhiễm khuẩn E. coli. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành chế biến thịt kangaroo của Úc. Tuy vậy, việc tiêu thụ thịt kangaroo đang dần phục hồi. Mỗi năm, thị trường Nga tiêu thụ trung bình là khoảng 180 triệu đô la Mỹ thịt kangaroo. Bên cạnh việc sử dụng làm thức ăn, thịt kangaroo còn được sử dụng cho việc nuôi dưỡng chó, đặc biệt là các giống chó đua cao cấp. Chẳng hạn như giống chó đua Greyhound thường ăn thịt kangaroo nhập khẩu từ Úc. Da của kangaroo thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Nike là một trong những thương hiệu sử dụng da kangaroo. Điều này đã gây ra một số tranh cãi liên quan đến việc sử dụng da của loài vật này trong ngành công nghiệp thời trang. Các bạn cảm thấy là video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Sự theo dõi và ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để chúng tôi có thể tạo ra những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng các bạn đến với giới thiệu độc đáo về đội ngũ sáng tạo tài năng của kênh chúng tôi. Hãy bắt đầu với biên kịch video đầy tâm huyết, người mang trong mình tình yêu bất tận với thế giới nông nghiệp. Cô không chỉ xuất sắc trong việc viết nên những câu chuyện ý nghĩa mà còn liên tục tìm hiểu các công nghệ công nghiệp mới mẻ và bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo là trái tim và linh hồn của đội ngũ chúng tôi, người chủ kênh kiêm chuyên gia chỉnh sửa video.
Anh ấy không chỉ hết mình với công việc mỗi ngày, vượt qua giới hạn bản thân để mang đến những video tốt nhất cho khán giả, mà còn là ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt, luôn cháy sáng để thắp lên những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho khán giả của chúng tôi. Hy vọng trong hành trình sắp tới sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những tình cảm yêu quý từ phía các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.